mình đang ở USS Battleship Memorial tại thành phố Mobile của tiểu bang Alabama. Giờ đây mình đang ở trên cái chiếc tàu nó gọi là USS Alabama. Khi mà năm 1942 đó là năm 1942 là có 4 chiếc tàu hạ thủy cùng một lượt để đi chiến đấu tại biển hướng Bắc của Atlantic. Thì chiếc này là US Alabama và có một chiếc Massachusetts và một chiếc Indiana và một chiếc South Dakota cùng đi chiến đấu cùng một lượt. Và chiến đấu từ năm 1942 tới năm 1947 là đã ngừng chiến đấu rồi. Chiếc tàu này là tham gia cho 9 cuộc chiến và đã bắn hạ được 22 chiếc máy bay của kẻ thù. Và chiếc tàu này là dài 680 feet và nặng là 35.000 tấn. Nhưng mà khi mà người ta lốt đồ lên đó, bỏ đạn bỏ này bỏ kia lên đó, là nó tới là 42.500 tấn. Và khi mà tham gia sau 9 cuộc chiến đó, thì là chiếc tàu này nó đã được đem về đây ở năm 1964 và năm 1965 là đã đậu tại đây để cho người dân vào coi từ hồi xưa tới bây giờ, kể từ năm 1965. Cái thời 1965 mà mấy chiếc tàu chiến này quá hiện đại luôn. Thế bây giờ mình tưởng chừng giống mà một chiếc tàu chiến vậy mà chỉ có chiến đấu tưởng... mới có 5 năm thôi là đã cái bằng retirement rồi. Tại vì nó cho cái số lượng mày chạy là 5600 mai cho 5800 mai gì đó. Cái số cho cái số mai đó là đủ. Mà khi mà cuộc chiến bắt đầu á là nó phải vượt qua cái kinh đầu Panama đó để đi cho nó lẹ tới cái làm cái nhiệm vụ á. Mà sau khi đi về thì nó lại đi cái đường bình thường thôi, thành ra nó trek lâu hơn để đi về lại tới Mỹ. Cái dáng này đó là nó bắt từ mấy con ốc với lại mấy cái mộng không mẹ ơi. Chiến thuyền này năm 1940 mấy mà nó đã hiện đại giống như vậy, huống chi là bây giờ. Muốn chi là bây giờ là năm 2020 mấy rồi mà chiến thuyền nó còn hiện đại cỡ nào nữa. 81 năm rồi. Hình như là ở dưới. Bên này trong lòng tàu quá rộng luôn, mênh mông, có cái đường xuống hầm tàu nữa, nhiều tầng quá. Bên trong hầm tàu mà cái này là phần trên thôi, cho chưa mình đi xuống, chưa xuống dưới phần dưới. Ở đây là trưng bày những cái hình ảnh đồ dụng cụ của người lính. Trong lòng tàu này rất là rộng.
rộng quá. Ở đây là chắc cho phòng ăn. This is probably what this is, an officer speaking. I think he said that he shared a room. Cái tàu này quá rộng lớn luôn rồi. Mình tạm thời ngưng cái video ở đây nha, sắp hết pin rồi, hẹn cái video khác, bye.